Để mở đầu chương trình giao lưu văn nghệ, xin mời quý vị sẽ cùng du xuân chảy hồi cùng với các liền anh liền chị với câu hát Má đồng tiền tùng tìm, mắt bồ câu long lanh, để nón quê thao trồng chành, áo dài thiết tha thiết, kể là anh hay đi chảy hồi, kể là chị ba đi chảy hồi, tưng bừng làng trên xóm dưới, xôn xao cả ngày xuân. Xin mời quý vị cùng đến với bản hát múa Chảy hồi xuân với sự thể hiện của câu lạc bộ văn nghệ Hội Phụ Nữ khu 1 thôn Đào Đặng. Một tràng pháo tay thật rộn rã để chúc mừng tiết mục đầu tiên. Chúng đã dục người ơi đi chảy hồi, lốm ta tầm trong chiếc áo tứ thân, xin gửi lòng mình qua câu hát. Chúng rộn ràng đi chảy hồi mùa xuân, đi chảy hồi mùa xuân đi nhé chị em ơi. Thank you.
Và quý vị, chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để cổ vũ được không ạ? Xin được cảm ơn tiết mục đầu tiên ạ.